Chúng xin chào quý cô bác anh chị nhé, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bản Khao Mèng. Trung đang trên đường vào trong nhà của chị Máy. Buổi sáng ngày hôm nay Trung lên trên nhà của chị Máy xem mấy hôm vừa rồi chị Máy đã vun xong hết ngô chưa. Vun xong hết ngô, có thời gian thì Trung sẽ cùng với chị Máy xuống dưới bản Núng Buông thăm nhà anh Pây Hâu. Giờ thì Trung cũng đã đến nhà của chị Máy rồi. Chẳng biết được chị có ở nhà không, thấy cửa mở này. Chị Máy ơi. Ồ, em chào chị Máy nhá. Sáng nay ở nhà chị? Ừ. À, thế chị Máy là vun xong hết ngô chưa chị? Hết rồi. Vun xong hết ngô rồi á? Ừ. À, vun xong được mấy ngày rồi? 2 ngày. Vun xong được 2 ngày rồi à? Ừ. À, thế mấy hôm vừa rồi là chị vun ngô đấy là có ai giúp không hay là một mình chị khắc vun thôi? Đổi công à? Ừ. À, từ ngày Trung đến đây ấy, gặp chị Máy ấy, là đến giờ là chị Máy cũng biết khá nhiều tiếng phổ thông ấy nhờ. Ít thôi à. Nhà của chị Máy này. Ô, chị Máy vừa mới đi tìm giáo lợn về đấy á chị Máy? Hả? À, lấy được 2 quả đu đủ nữa nhờ. Đấy, chị Máy cũng vừa mới đi nghiền ngô về này. Đấy, ngô nhà chị Máy này có khá nhiều ở trên gác này. Bột ngô này ta chị nghiền về để nấu mẻ mén à chị Máy? À, nấu mẻ mén. Còn cái bột to ấy thì mình lại lấy cho lợn nhờ. Cái này là vẫn phải sàng ra chứ đúng không? Thế sáng nay là đã nấu mẻ mén chưa? Sáng nay không nấu à? À. Chưa nấu mẻ mén này, nồi sạch sẽ rồi. Thế nước này chị Máy đi lấy tận đâu đấy? Nước này này, nước uống này. À, đi lấy ở chỗ nhà cậu đấy à? Nhà chú Sô đấy à? À. Đấy, ngủ nhà chị Máy này. Đấy. Trên các bếp còn rất là nhiều ngô. Thoải mái hai mẹ con này nấu mẻ mén ăn với lại chó lợn nhà. Ừ. Nhà chị Máy này chỉ có mỗi một con lợn thôi. Ừ. Ừ. Cái mái nhà này thì cũng đã nứt hết rồi này. Sợ là trời mưa về là ngấm xuống à, dột thì mưa xuống thì hỏng hết ngô chị Máy ạ. Ừ. Nếu mà hôm nào mà trời mưa to quá chị Máy lấy cái bạt nhá chị Máy nhá. Ừ. Xong rồi che ngô lại. Không là mốc hết ngô ấy. Không nên đâu. Thế chị Máy, thế hôm nay có thời gian chưa? Hả? Có mà. Có mà. Buôn xong hết ngô thì có thời gian rồi nhờ. Thôi có thời gian rồi thì chút nữa chị với lại em xuống dưới bản Núng Buông. Xuống chơi nhà anh Pây Hâu nhá. Xuống không? Xuống à? Chú Sô ở nhà không nhỉ chị Máy nhỉ? Chú Sô ở nhà à? Ấy, vừa rồi lên thì quả cà bé tí ấy. Hôm nay quả cà to bằng này rồi. Đấy. Đợt trước thì chị Máy hái ăn hết rồi. Đấy, hôm nay trời nắng này. Thế sáng nay là chị Máy cho lần ăn chưa chị Máy? Ăn rồi. Cho lần ăn rồi á? Thế mặc quần áo này đi à? Hả? Hả? Đi. Tí nữa mới đi á? Thế tí nữa thay quần áo khác vào à? Hay là vẫn mặc bộ quần áo này đi? Thay khác. À, thay khác à? Thế chị thay quần áo đi nhá. Để em lên nhà chú Sô xem chú có ở nhà không. Thế sáng nay đi lấy cỏ cho cháu hết chưa? Chưa. Chưa lấy à? À, tí nữa về mới đi lấy à? Thôi chị chuẩn bị đi nhá. Em lên xem chú Sô ở nhà không này. Chú Sô ở nhà thì Trung cùng với lại chú Sô đi xuống nhà anh Pây Hâu với lại chị Máy nữa. Đây chú Sô đây rồi. Cháu cho chú Sô nhá. Sáng nay ở nhà chú Sô. Chú Sô ơi. Chị Máy thì vừa mới vun ngô xong được 2 hôm rồi. Đấy, hôm nay thì chị Máy cũng có thời gian. Chị ở nhà. Đấy, thì chị Máy cũng đã đồng ý xuống dưới bản Núng Buông nhà anh Pây Hâu rồi. Chú Sô có xe máy không?
À, hai xe máy đấy là của chú Sô à? À, thế chú Sô có xe máy thì cùng với lại cháu với lại chị máy xuống dưới bản Lũng Buông nhá. Chú Sô nhá, đi chơi một chuyến nhá. Ừ. Chú Sô cũng đã đồng ý cùng với lại Trung và chị máy xuống dưới bản Lũng Buông thăm nhà anh Pây Hâu rồi. Chú đấy đang thay quần áo. Nhà chú Sô trồng rất là nhiều cây hoa phong lan này. Khóm này vừa mới nở hoa này, đẹp chưa? Đấy. Sắp xong chưa chú Sô ơi? Xong rồi. Xong rồi à? Ừ. Xong rồi thì chú cháu mình chuẩn bị xuất phát nhờ. Đi sớm thì còn về sớm không tin nữa, gần trưa về trời nắng lắm. Ở trên bản ấy, nhà nào cũng vậy, lấy được rất là nhiều củi, nhất là nhà của chị Ly ở bên bản Lũng Cáng ấy. Vừa rồi chị xếp ở xung quanh nhà toàn củi không. Có chú Sô đi tìm về tập kết ở đây. Xong là bấm mang đi cho bò này. Rất là nhiều cỏ này. Ô, chị máy. Đấy, chị máy hôm nay xinh gái thế nhỉ? Hôm nay anh Pê Hầu nhìn thấy ngất ngây rồi. Chú Sô cũng sắp xong rồi đấy chị máy ạ. Đấy, chú Sô cũng đang thấy quần áo sắp xong rồi. Cháu chào cô. Minh Nhủ à, anh chào em nhá. Chuẩn bị nấu cơm cho cô. Cô ơi, cô không biết tiếng à? Ở trên này có nhiều người không biết nói tiếng phổ thông nhỉ? Toàn chip bao hay thôi. Chú Sô có mũ bảo hiểm chưa? Đợi mũ bảo hiểm vào chú Sô ạ. Đấy, chú Sô đi cùng với chú nữa là chị máy ngồi xe chú Sô về luôn. Xong mà chú cháu mình xuất phát nhờ, chú Sô nhờ. Thôi cháu đi nhá cô nhá, anh đi đây em ơi. Ôi chú Sô, thế cái Pepsi này là để ở trên này là cho tưới nước à, như nào đây? Cho nước vào cái này. À, thả nào cháu thấy là có cái Pepsi rồi, có cái vòi này. Đấy, cho nước vào này. Cái này bắt đầu vào màu cái nhờ. À. Loại này là loại khác à chú Sô? Đúng không? Ừ. Chú Sô đi xe nào đấy? Đi xe này, đi xe bên kia? Đi xe này à? Xe này là xe dùng để thô cỏ đúng không? Đấy, một xe là dùng để đón con này. Đấy, rồi là đi chơi đúng không? Đi đây đi đó, đi chợ. À, trước là nhà chú Sô có 4 cái xe máy cơ á? Bán thì 2 con rồi à? À, bán đi 2 xe rồi. Nhà có tầm 2 xe là vừa chú Sô ạ. Nhiều xe quá cũng chả đi hết đâu mà. Đấy, tốn xăng lắm. Mà xe của chú Sô ở cái xe mới đấy là ăn ít xăng. Đấy, như xe ớt này là ăn nhiều xăng này. Ừ.
chỗ đường đến nhà chú Sồ này là ít nữa lấy ít xi măng cát sỏi về đổ ấy, con đường bê tông nhà chú Sồ nhỉ, đi lại nó dễ hơn. Trời nắng này còn đỡ chứ trời mưa thì đi lại chắc trơn lắm đúng không chú Sồ? Đúng rồi. Chị máy khóa hết cửa chưa? Khóa hết rồi à? Xong đi nha. Sáng nay chị máy vừa mới đốt ở đây à? Đốt rác đấy á. Cho cái khăn này ra ngoài đi. Chỗ con đường này đi lại vướng này. Đi chị máy ơi. Đi trước đi, chị cứ đi trước đi. Sợ lạc đường à? Chợ phiên ở ngay bên dưới này, cách tầm khoảng 3 cây số mà chị máy cũng không bao giờ đi chợ phiên. Đấy. Lợn ở nhà chú Sô này. Chủng lợn à, làm rất bình thường thôi nhưng nuôi rất là nhiều lợn. Giờ thì chúng sẽ cùng với chị máy và chú Sô xuống dưới bàn lũng buông thăm nhà anh Pay Hâu. Chị máy cũng đã đồng ý rồi, chú Sô cũng đã chuẩn bị xế chị máy xuống dưới bàn lũng buông rồi. Chút nữa rất là tiện vì chú Sô cũng về nhà luôn, chị máy cũng đi cùng chú Sô về nhà luôn. Giờ thì chúng xuống bàn lũng buông. Hiện tại thì chúng với lại chú Sô và chị máy cũng đã đến trước cửa nhà của anh Giang rồi. Còn phía bên kia nhà của anh Pay Hâu, chẳng biết được anh Pay Hâu có ở nhà hay không. Có mệt lắm không chị máy? Hả? Mệt à? Lâu lâu mới ngồi xe đi xa một lần nhờ. Thế chị máy là toàn ở nhà không mà ít đi đây đi đó à chú Sô? Ở nhà không nhưng mà. Toàn ở nhà không? Xe máy cũng không biết đi mà chị máy cũng không muốn đi xa nhỉ? Đấy, anh Giang. Em chào chị nhá. Chào chú. Vâng. Anh Giang đi đâu rồi chị? Anh đi đặt ảnh ở mộ. Thế à? Anh đi từ sáng sớm nhỉ? Vâng. Vâng. Chẳng biết được bà với lại anh Pay Hâu có nhà không? Nhà chị nhỉ? Thế mọi hôm em lên đây là anh Pay Hâu tầm giờ này vẫn đang ở nhà mà. Vâng, thì nữa để em sang bên nhà xem anh Pay Hâu có nhà không. Vâng. Hôm nay dẫn chị máy xuống thăm nhà anh Pay Hâu. Chị xem trên video biết ở nhà. Mai mai có khúc thì lại có duyên. Đấy. Chẳng may ít nữa về gần nhà anh Giang, nhà chị máy nhà. Đấy, chị máy hôm nay ăn mặc đẹp thế mà anh Pay Hâu thì chả biết được có ở nhà không. Anh Pay Hâu ở nhà thì chắc anh ấy vui lắm. Ôi, nhà chị trồng được nhiều cái cây tía tô này nhở. Tía tô đỏ này này. Thôi em sang bên nhà anh Pay Hâu chút đây. Đấy, đứa này nghịch cỏ nhở. Khiếp chưa? Chẳng mấy thì đi chăn trâu, chăn bò được rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Đấy. Anh Pay Hâu trồng được nhiều hoa phóng lan chưa? Đấy chú Sô. Cùng sở thích với lại chú Sô đấy. Mùa này ra hoa rồi. Mùa này hoa phóng lan thì ra hoa đẹp nhỉ? Cái hoa vàng này quá đẹp luôn. Có loại trắng. Có loại trắng nữa. Bây giờ cái loại tím ít rồi nhỉ? Ít. Chú Sô nhỉ? Đấy, chị máy lên đây, chị máy ơi. Đấy, bà đang ở nhà, chẳng biết được anh Pay Hâu ở nhà không. Ô, cháu chào bà nhá. Chào. Vâng. Anh Pay Hâu đi đâu rồi bà? Chơi. Đi chơi hả? Thế không ở nhà rồi à?
một lúc mới về á. Ôi chả biết được bao giờ mới về đây. Anh Pê Hầu này đi xem mấy thì phải tầm khoảng buổi đến ngày. Mà đi chơi thì à, đi dưới quán à? Ừ. Thế cháu đang gọi điện ở dưới quán thì không thấy anh Pê Hầu đâu. Đấy, chả biết được lại đi đâu mất rồi. Vâng. Đây, vào đây ngồi chị máy. Bà về ngồi đây, bà ơi. Về ngồi đây cho nó mát. Về ngồi đây. À, nóng thì có quà đấy. Ừ. Đấy. Ê, chú sổ là trước là sang đây lần nào chưa? Chú sổ. Chưa. À, thế chú cũng chỉ xem trên video à? À, ai? Bà? À. Ừ, qua đường cá thì qua nhiều rồi nhỉ? Ừ. Chỉ là chưa biết nhà của anh Pê Hầu ở trên này thôi. Vừa rồi là chú sổ chú đã ký kênh của Trung. Chú cũng có xem trên video là biết là nhà anh Pê Hầu thôi. Nếu mà nhà anh Pê Hầu này mà chú sổ bây giờ... xem trên video mà lên tìm nhà là thoải mái luôn nhỉ. Bản lũng buông thì với bản lũng cá thì xem thì quá nhiều rồi đúng không? Đấy, biết từng nhà mà. Ừ. Xem video là biết rồi. Ừ. Đấy, đây nhà của anh Pê Hầu. Nhà anh Pê Hầu này được các cô bác, được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng, cùng với lại anh Nguyễn Tất Thắng giúp hai mẹ con anh Pê Hầu xây một ngôi nhà năm 2021. Khi đấy thì chúng cũng chở vật liệu cho anh Nguyễn Tất Thắng. Đấy, anh Pê Hầu thì mỗi ngày tầm giờ này chúng lên thì thấy anh ấy ở nhà thôi. Đấy, đấy ngày bình thường thì anh ấy đi xem bấy. Đấy, những cái ngày mà trời nắng như này, còn những cái ngày mà trời mưa thì anh ở nhà. Những thời gian này chắc là xem bấy cũng không được rồi. Anh ấy ở nhà mà hôm nay chị máy xuống nhà chơi thì chả thấy anh Pê Hầu đâu. Lấy bà bảo đi xuống quán nhưng chúng cũng gọi điện cho chủ quán dưới đấy cũng không thấy anh Pê Hầu đâu. Tìm anh Pê Hầu rất là khó. Thế điện thoại thì anh ấy cũng không dùng nữa hay sao rồi. Đấy, đồ nghề của anh Pê Hầu này. Đấy. Đi cắt củi ấy. Đấy, vừa rồi rủ chị máy đi cắt củi ấy. Đấy, đi cắt củi về bán ấy chị máy ạ. Hả? Hả? Có đi cắt củi không? Không à? Ở nhà. Ở nhà trồng ngô à? À, không đi cắt củi. Đấy, giường đằng sau này là giường của anh Pê Hầu. Đấy. Quần áo này oách xách chưa? Đấy, quần áo quân đội nhá. Đấy, quần áo giản dị. Còn ở phía bên này là giường của bà. Đấy. Tivi đây. Đấy. Rồi là cái phía bên dưới là nhà bếp. Đấy, xe. Đấy. Đấy, ở dưới này là nhà bếp này, chị máy. Đấy. Ra đây, anh Pê Hầu không ở nhà rồi thì có bà ở nhà. Đấy. Không ở dưới quán rồi. Cháu vừa mới gọi điện mà. Đi đâu đi rồi? Chủ quán bảo ông ấy thấy ngồi ở đấy mà lại đi đâu rồi? À, sẽ đi sang kia thôi. Ừ. Tìm anh Pê Hầu này khó lắm. Nó, điện thoại nó là... Ơ, điện thoại anh Pê Hầu bị sao bà? Nó không bị mà, nó không biết dùng thì nó cất đi thôi. À, không biết dùng là cất đi à? Ờ. Thế mấy hôm nay có đi xem mấy không anh Pê Hầu ấy bà? Ngày hôm qua không đi à? Anh Pê Hầu đi xem một lần nghỉ tầm khoảng 2-3 ngày mới đi nhỉ? Con lúc này nghỉ 2 ngày đi, con lúc thì nghỉ một tuần thì đi thuế hết. À, đi thuế hết à? Thế thời gian này có được con gì không bà? Hôm kia được một con bé. À, hôm kia được một con chuột bé bé á? À. À. Thế sáng nay bà vừa đi lấy cỏ trâu về à? À, đang chăn trâu no à? Của con gái cũng ở đây mà nay bọn nó đi đám cưới em bên sân. À, thế là... Bắt bầu nó, con trai nó đám cưới cho cháu nó. À, là cả hai vợ chồng mà anh lò báo ấy đi ăn cưới hết rồi. À, mà hai vợ chồng đi. Mà... Bộ thì lấy của cho thì hai con trâu thì và hậu trăng. Mà...
Trâu thì mình chăn dễ hơn nhỉ. Bò thì hẳn mấy con thì chăn khó lắm. Không có chỗ nào chăn. Đúng rồi. Ai cũng trùng hết. Ừ. Trâu này thì bà vừa mới chăn về xong chiều lại thả một lúc nữa được nhà bà nhỉ. 2 giờ mới thả đi tắm. 2 giờ mới thả. Thế mà cháu lên sớm một tí nữa là anh Bé Hầu ở nhà rồi đúng không? À, lúc nãy đang ở mà. Sẽ nó qua cầu đi sang bên kia thôi. Ừ. Cháu gọi thì chủ quán bảo là không ở đây rồi. Nãy vừa thấy ngồi ở đây xong rồi lại đi đâu đi rồi. Nhà bọn nó đi sửa mà đây bọn nó đi tí bên kia. Ui dồi. Đi tận qua cái bản lũng cáng đi sang bên kia nữa. Chỗ lán xính một chân đấy đúng không? Nó khách đi một đường. À. Của lán của họ đi đường trên này. Ừ. Lán của mình là khách đi một nối. Ừ. Hôm nay có anh Bay Hầu ở nhà thì vui quá nhờ. Nhà bà nuôi nhiều gà không bà? Có ít. Có ít à? À. À. Mày, mày cái gì? Bây giờ là bà này. Với lại anh Bay Hầu thì ở hẳn hai ngôi nhà ấy nhờ. Bà có thỉnh thoảng lên ngôi nhà trên kia không? Em mà không biết chờ để ngồi trên kia. À? Không. Ban ngày mình đi cơ mà. Có việc cái gì mà vào cái nhà kia? Hả? Không, thì thoảng mình phải đi quét dọn chứ bà. Mày không quét à? Không quét à? Thèm cái gì? Thèm đi á? Thèm đi vào cái nhà cái gì? Mời anh chậm mà. Ôi, ban đêm thì mình không nói mà ban ngày mình vào được. Ban ngày mình không vào đâu. Mình ở nhà mình thôi. Ở nhà mình thôi. Mình không ở nhà của họ. Ây à. Ồ, đấy chả phải nhà của mình, ở nhà của ai nữa. Mình ừ? Kéo thích ở nhà kia thôi. Đấy là nhà của ông mà. Mình sợ ma quá. Sợ ma không vào. À thế trước lúc ông còn sống đấy là bà có thỉnh thoảng hay lên trên đấy không? Nó kẹt quá ai mà đi cái gì. Ây dù kẹt quá. Nó ăn đớp, nó có tiền, nó ăn, nó đóng cửa mà đi vào nhà nó cái gì. À thế á. Mình có gà là nó, mình cứ ở nhà nó về ăn cắp nhà mình thèn nó cái gì vào nó cái gì. Ui sao lại ông lại chẳng xuống ăn cắp gà của bà là như quá. Nào xấu quá. À xấu quá. Trước kia gà để bao nhiêu chém nó có ăn cắp hết lần này. Nó chết đi thì mình mới có gà. Nó lấy gà mẹ ăn hết thì nó lại lấy cả gà trống. À. Mình hỏi nó thì nó bảo chắc con cáo bắp rồi. Nó bảo tay chân nhìn thấy tay mày thôi, không phải con cáo đâu. À. Năm nay chết đi thì mày không có người ăn cắp. À thế à? Ừ. Thế nhỉ? Tốt thì ở một nhà rồi, chẳng xấu như thế. À, trước là nếu mà tốt thì hai ông bà ở cùng một nhà rồi. Đấy. Còn ông đấy có tính như thế là bà lại tách ra, không ở cùng nữa. Nó không muốn ở là thích ăn ngon. À, không muốn ở thì ăn ngon. À, ừ. Mày rủ nó đi làm thì nó bảo, hú, thôi bị ốm á, tao không làm được. À. Gà để bao nhiêu trứng nó khác muốn mình ăn. À thế là gà để trứng ra mỗi mình ông ăn thì không cho bà với. Trước kia mình à, thế à? mấy con gà con máy. À. Một ngày cũng được mấy quả trứng mà. À. Nó toàn là cướp thì nó bán cho cô giáo. Ừ. Thế bà nấu cơm chưa? Nấu cơm trưa chưa? Chẳng ai mấy món của quần đây thì cháu ăn thì ta đi tìm rau về nấu. À thôi. Chắc là cháu không ăn nữa đâu. Không ăn. Đấy. Có anh Bé Hầu ở nhà thì ăn cơm. Lấy rau về bóc một tí rau thì là thêm hai chảy nữa thì thoải mái ăn. Ừ. Sáng nay mình cũng nấu hai chảy để đấy rồi. Ừ. Anh Bé Hầu lại không ở nhà. Anh Bé Hầu ở nhà thì ăn cơm ở đây rồi. Lấy một ít rau về làm một tí thêm thì đủ ăn. Ui không lấy rau đâu bà ơi. Lấy rau về bà nấu ăn nhá. Đấy. Không ăn à? Không. Cháu anh Bé Hầu ở nhà thì cháu cùng với lại chị Máy với lại cả chú Sồ ăn cơm. Nhưng anh Bé Hầu không ở nhà rồi. Đấy. Thì để hôm khác ăn cơm sau nhá. Bà nhá. Hôm khác thì cháu xuống thì chị Máy xuống thì phải hẹn anh Bé Hầu ở nhà cơ. Chứ bây giờ đi tìm thì khó lắm. Nó đi một lúc nó cũng về thôi. Đi một lúc thì đến lúc nào. Anh Bé Hầu đi hợp cạ có khả năng ngồi cả ngày. Ôi nước ngô của chị Máy ngô có tốt như này không? Chị Máy. Hả? Trồng sớm chắc khi còn tốt hơn đấy. Có tốt hơn không? Không tốt như này á? À thấy ngô ở nhà anh Bé Hầu tốt hơn à? Mày trồng ngô bé. Ừ. Này là ngô bé hả bà? Ngô bé, mình không trồng ngô lai. À. Ngô lai ở trong lúa mình trồng hai cân ở trong. Thế nhà chị Máy là trồng ngô bé hả chị Máy? Chắc ngô lai thôi. Nhà chị Máy trồng ngô lai à? Ừ, ngô lai. À. Ngô lai được nhiều nhưng mà mình là phơi không được thì bị thuế. Ờ. À. Mà mình trồng ngô mình. À, bà trồng ngô ta của mình đúng không? Ngô ta mình thì cây ngô nó cao hơn hay sao á bà nhỉ? Đúng không? Trồng ngô bé.
Ừ. Nó có ít mưa thì nó mới cao, không có mưa thì nó cũng không cao đâu. À thế à? Ừ. Ừ. Thì năm này là có một ít mưa thì mới cao. Ừ. Đấy, bà này trồng xen cả cái cây dâu bí vào này. Đấy, ở phía bên dưới kia trồng xen cả quả đậu à ba? Vâng. Ua. Thế cái chỗ trên đấy thì trước cháu không thấy trồng ngô mà bây giờ lại trồng hết ngô vào à bà? Nhà anh Đồn á? À, nhà Đồn thế đất của nhà bà là từ đâu đến đâu? À, quanh cái khu này đúng không? À, cái khu này. Ừ. Đấy, thế đất nhà bà cũng rộng nhờ. Một tí làm rau thôi. Vâng. Đấy. Thế cái nhà bếp ở trên này thì ít nữa dỡ ra chứ bà hay là như nào? Dỡ làm chuồng gà, thế ai lại dỡ cái chỗ này làm chuồng gà? Anh Giang hay là anh Tảnh hay là anh Ná? Tảnh bảo lấy đi làm chuồng gà nhưng mà nó chưa dỡ. À, cái nhà ở bên trên nhá. À. À. Mình bảo đốt thì bọn trẻ con bảo là cứ để nó làm chuồng gà, không cho đốt. Vâng. Em bảo nấu cơm ăn thôi. Đấy, nhà bà này, bà ấy lấy được nhiều củ nhờ. Ờ, thời gian này làm việc hết thì cũng phải bắt đầu đi lấy đó. Vâng. Không lấy tiền cười là lúc mưa đấy, là thế đi. Vừa rồi bà bảo không tin thì anh Pê Hầu chị Máy xuống nhà chơi. Thế hôm nay bà tin chưa? Tin nhưng mà nó có biết nó có ở được không? À, có biết nó có ở được không à? Cứ từ từ chứ bà. À. Làm sao mà chốc một lát thì anh Pê Hầu vừa mới gặp thì kéo rồi ầm ầm như kìa. Làm sao mà ai dám xuống? Đứa này ai mà dọa nó không dám kéo được. Ai? Anh Pê Hầu á? Mình bảo là ai giỏi nó thì nó sợ sợ. À, thế thế anh Pê Hầu này là từ bé là anh ấy đã như vậy rồi à? Không, bà. Nó không bị cái gì mà nó đứt tay hơn. Đứt tay với lại nói là không gió nhỉ? Đứt tay thì nó học không được tính kinh. Tính mình nó biết nó còn chửi mình ấy. Ây da, chỉ có mình á? Chẳng chửi à? Ây dù, thế nó, tốt thì chuẩn. Nó bảo là bà mày chết nhanh tí, tao muốn mình tao ăn canh gạo á. Cái gì? Anh Pê Hầu? Ơ? Nói như thế? Chẳng thế à, nó bảo mình chết nhanh. Ôi. Tao muốn mình tao ăn cân gạo. Không được, không được, không được nói thế. Có chị Máy đang đứng đây, không được nói thế. Bà nhá. À, cháu bà nó không biết nói thì tao mới kể. À. Không, nói tiếng Mông thì ai chả biết nói. À. Mà cháu đây bảo là anh Pê Hầu là từ bé là anh Pê Hầu là đã là không nói được tiếng phổ thông như này rồi à, không nói được tiếng Kinh ấy. Nó đứt tai nó không học được. Chứ cháu là ý của cháu không phải là anh Pèo không biết nói, ý là không biết nói tiếng phổ thông tiếng Kinh thôi. Tiếng Man nó cũng biết nói đấy. Như nói chuyện với cháu ấy chỉ dùng bằng ký hiệu chứ cháu làm sao mà hiểu được hết đúng không? Nó không biết tiếng Kinh nó nói không được cháu thôi. Ơ chú số chị Máy như anh Pèo ấy thi thoảng lên trên nhà của chị Máy ấy nói chuyện là kiểu đấy là nói chuyện là theo cái ký hiệu với lại tiếng Mông đấy là chú Sồ với lại chị Máy có biết nghe không? Không biết nghe à? Nghe, nói tiếng Mông thì nó nghe được một phần. À, tiếng Mông nghe được một phần. À. À. Còn cái tiếng phổ thông thì anh Pê Hầu không biết nói rồi. Bà nhờ. Nó nghe được mà ít đấy. Nghe được. Nó cũng theo tháng của nó cũng nghe được nhiều. Nghe được nó, nhiều đấy. Vâng. Thì có lần nói không được thôi. Đúng rồi. Nghe được mà nói không được thôi. Số ngày theo tháng là nhìn không nghe được. Vâng. Có lần nói không được. Đi theo anh Nguyễn Tất Thắng rồi là đi theo anh Ước này, anh Phen này, rồi đi theo cháu này, đúng không? À. Đi giao lưu rồi là đi đây đi đó nhiều thì biết nhiều thôi, đúng không? Đấy. Đi theo bọn nó đi tham quan nhiều, nó là nhìn không biết rồi. Đấy. Không biết nhưng mà nó nói không được thôi. Vâng. Đấy, thế bây giờ cái chén nước này không dùng nhà bà nhỉ? Dùng nhưng mà nước không về, có biết dùng đó. À, nước là không về. Trời không mưa đúng không bà? Và thế nhỉ? Làng trên kia là có tiêu nhiều thì nước cạn hết. À, thế thì khó rồi. À, vâng. Mưa phải có một ít mưa mới có nước uống. Vâng vâng. Mình chỉ có là trong nhau cái tiêu to của dàn. Vâng. Thế bà, cháu hỏi một chút, thế thấy chị Máy như nào? Thấy cháu Máy như nào? Có gì được không? Nó nhất chị ở thì mình cũng dùng nó mà. Ui dồi, nó nhất chị ở thì mình cũng dùng nó á. Mình nhất chị ở thì mình cũng phải dùng nó thôi. Ừ. Nhất chị ở thì mình cũng bắt dắt nó. Đấy, bà đúng chuẩn là như vậy mà bà nhờ. À. Đấy, hợp duyên hợp số thì mình mới có thể là tát thành cho chị Máy với anh Pê Hầu đúng không? À. Nếu mà không hợp duyên hợp số ấy, gọi là đến thăm nhà nhau thì cũng được rồi đúng không? À.
Vâng, không sao hết nha. À. À. Chị Máy này cũng người dân tộc Mông mà. À. À. Đấy, bà nói chuyện với chị Máy tiếng Mông bình thường mà. Chị Máy thì cũng không biết tiếng phổ thông mấy đâu. Mình cũng đi sang bên kia nhiều nhưng mà mình chưa có thời gian vào nhà nó. À, thế hôm nào lên chơi không? Bên kia mình cũng đi nhiều. Mình qua cửa buồn nó rồi mình đi nhiều. À, thế có anh em ở trên đấy không? Mình cũng sang đúng khỏe, mình cũng đi nhiều mà. À, đúng khỏe là đi qua đường đấy không? Đi qua bên dưới nhà của chị Máy nhỉ? Chị Máy nhỉ? Đúng không? Có thời gian vào nhà buồn nó. À, thế à? À, bên kia mình đi nhiều. Nhiều nhà quá làm sao mà mình biết hết được? Biết, đúng không? Nhưng mà mình không có thời gian vào chơi. Thế bây giờ bà biết nhà của chị Máy nhỉ? Chưa vào nhà nó không biết nhưng mà cũng ở gần đường đây thì mình không. À, vừa rồi bà xem video phải không? Không, bên kia mình cũng đi nhiều mà. À. Không xem video mình không biết mà. À, thế vừa rồi là bà chả có một đợt xem video đây đúng không? Bên kia mình bà chả thấy nhiều, anh Pay Hậu bật lên mình ấy. Không biết đi chơi vào nhà của họ. Ừ. Một năm mình cũng phải đi một lần đấy. À, thế là bà có anh em ở bên đúng khỏe đấy. Vâng. À. Đấy, chị Máy nhá, nhà anh Pay Hầu. Đấy, ở đây. Đấy, à bây giờ lên trên nhà trên này nữa. Bà ơi, đi với cháu chút. À, xem nào. À, nhà kia tao không đi à? Nhà kia nó khóa cửa không? Mình đứng ở ngoài thôi. Mình đứng ở ngoài thôi, mình làm sao mình vào trong nhà làm gì đúng không? Nhưng mà bà thi thoảng lên quét dọn chứ. Úi dồi, này nấu cắm cho lợn à? À. Ấy, anh Pé Hầu được cái chân chuột đấy nhờ. Ô, cái vỏ chai này bà vẫn chưa bán à? Chưa có thời gian mang đi bán à? Mấy hôm con gái mấy hôm nữa cho má mang đi bán à? Đấy, nhà anh Pé Hầu, nhà bên dưới. Đây, xem cái chuồng trâu với là chuồng lợn này, anh Pé Hầu này, quấy ra. Ấy. Ơ nhà bà này có ba con lợn à bà? À thế à? Vâng. Hai con lợn con với lại một con lợn khá to. Ấy. Đây con trâu của bà này, còn hai con bên này là hai con trâu nhà anh Lo Báo. Ấy. Đấy, nhà anh Pé Hầu có hai ngôi nhà này, chị Máy này, một ngôi nhà ở đây này. Đấy, với lại một ngôi nhà ở trên này nữa. Đấy, nhà trên này thì cũng vừa mới xây xong thôi. Đấy, đây. Đấy, nhà ở trước mặt này. Ông mất thì bây giờ là bà cũng không lên nữa, cũng không có ai ở nữa rồi. Đấy, anh Pé Hầu thì toàn ở nhà dưới này thôi, với lại bà. Nói chung hỏi bà thì bà bảo là trước thì ông bà là ở cùng nhau nhưng vì là ông kiệt sỉ quá hay là như nào chúng không biết. Thế bà bảo vậy là hai ông bà tách ra. Khi đấy tách ra thì chúng còn nhớ là nhà ông là ở phía bên trên này, còn nhà bà là ở phía bên dưới này. Khi đấy hai nhà thì còn rất là nghèo và bé rồi, như một cái túp lều rồi. Khi đấy thì nhà của bà này được bên anh Nguyễn Tất Thắng giúp cùng với các cô bác mạnh thường quân. Còn nhà phía bên trên này, nhà của ông thì được bên nhà nước, nhà tài trợ là công ty Viconex. Chúng nhìn từ xa thấy cái biển đỏ. Đấy, giúp nhà của ông. Nhà của ông vừa mới làm xong chưa được bao lâu thì không may là ông cũng mất qua đời. Đấy, lúc ông mất thì cũng không có ai lên đấy rồi, không có ai ở đấy. Đấy, một mình anh Pé Hầu thì ở tính ra là hai ngôi nhà. Còn cái nhà bếp của ông ấy, cái nhà cũ ấy, thì bà nói là ít nữa là anh Tảnh lấy đi để làm cái chuồng gà, nhưng bây giờ vẫn chưa lấy, chưa có thời gian. Đang nói chuyện tiếng Mông ấy đúng không?
Ơ bà, cái món đấy là có ăn được không bà? À, trông chó lợn à, không ăn được à? Không ăn. À, không thích ăn. À, ăn được nhưng mà mình không thích ăn đúng không? Vâng. Ok, bó này anh Pé Hầu vừa lấy về à? Thấy nó héo rồi này nhỉ? Ừ, bây giờ bán được mà bà. Vâng, nếu mà bán thì mang đi bay ở dưới này là mang đi ngoài chợ. À, đi chợ mới bán nhanh à? Không có ai mà có thời gian người đấy. À, thế à? Đi chợ thì một lúc hổng thôi. Thôi nhá bà nhá, bây giờ là cháu đi về đây. Tí nữa trời nắng thì nóng lắm, với lại chị Máy với lại chú Sổ còn đi về nữa đúng không? À, chú Sổ bây giờ cũng muộn rồi. Là chú Sổ với lại chị Máy chút nữa xuống nhà em ăn cơm xong về nhá. Hay là bà xuống nhà cháu ăn cơm nhá. Không có thời gian đi à? Thế thì bà ơi, thì hôm nay anh Pé Hầu không ở nhà rồi. Thế anh Pé Hầu đi đâu chơi rồi. Thế không có thể tìm được anh Pé Hầu đâu. Thế hẹn anh Pé Hầu là hôm nào anh Pé Hầu ở nhà thì sẽ xuống nhá. Thế hôm nào bà lên chơi nhá. Cái đấy là do duyên số thôi nhá bà nhá. Vâng, cháu cũng muốn là thành đôi lắm nhưng mà không biết được như nào nhá. Ôi, cháu đi sang bên nhà anh Giang một chút. Cháu chào bà nhá. Đấy. Một chê à, chị Máy chào bà chưa? Lên đây thì đấy, không gặp anh Phái Hầu rồi. Đây, cái cầu này là trước là anh Ước giúp này, chú Sô. Vâng. Anh Ước với lại các cô bác Mạnh Thường Quân này giúp nhà anh Phái Hầu làm cái cầu vào nhà này. Đấy, xem lợn nhà anh Giàng. Đấy, thôi. Một con lợn. À, hai con lợn còn nữa này. Đấy. Chị Máy có buồn không? Hả? Không buồn à? Có buồn không? Buồn à? Cái không gặp anh Hầu buồn à? Hả? Hả? Ôi. À, chú Sô ơi, vào trong nhà của anh Giang ngồi một lúc xong là đi xuống dưới nhà của cháu đi. Minh nhổ à? Anh Pé Hầu không ở nhà rồi chị ạ. Anh ấy đi chơi rồi. Đi chơi mà bà bảo đi xuống quán nhưng mà em cũng gọi điện xuống dưới mấy cái quán dưới này không thấy anh Pé Hầu. Anh ấy thấy thì uống nước ở đấy xong lại đi đâu đi à? Đi chơi. Lúc đi đây lúc đi đó nhỉ. Chị Máy vào đây uống nước. Chị Máy ơi, nhà anh Giàng này, sửa nhà xong bây giờ đẹp nhỉ. Đấy, phun xong này. Đấy, quá đẹp, quá sạch sẽ luôn. Hôm nay mà có anh Pé Hầu ở nhà là nấu nướng ở bên đấy ăn cơm. Vui anh Pé Hầu có ngày đi xem bấy đi cả ngày luôn. Đấy, đi lấy củi đi cả ngày luôn. Đấy. Đấy, bấy nhiều đi cả ngày mà với lại đi tìm cái chỗ mà đặt bấy ấy. Số. Ờ, thế nhà chị này là bây giờ đang vừa mới lấy về thêm mấy con bò về nuôi hả chị? Vâng. Bây giờ tổng có mấy con nhà chị này? Có 3 con to. Có 3 con to, 1 con bé đây là tổng là 4 con. Vâng. Ui, đi tìm cỏ cũng vất vả lắm nhà chị nhỉ? Vâng. Thế chị tìm cái chỗ nào mà có cái mảnh đất nào ở gần đấy chị? Xong là chị trồng cỏ nhiều vào chị ạ? Vâng. Mình đi chặt cho nó ăn gần nó tiện hơn. Chứ bây giờ mà chị phát tự đi tìm cỏ này mới chỗ một ít này ở khu dưới nhà em ấy, nhà của anh Lò Báo này lấy hết mà. Vâng. Chú Sô, chị Máy uống nước đi. Chị uống nước chị. Thế là không gặp anh Pé Hầu, cũng không tìm được anh Pé Hầu thì rồi hẹn hôm khác thì xuống nhà anh Pé Hầu chơi sau. Mới có bà ở nhà thôi.
anh Bé Hầu đi xuống dưới đầu cầu chơi ở quán, xong là sáng bản đúng cáng là đi đâu đi rồi. Giờ thì chúng cũng chuẩn bị xin được kết thúc video của chúng ta đây. Chút nữa thì chúng cùng với lại chị Máy và chú Sô xuống dưới nhà Trung ăn bữa cơm trưa cùng với lại gia đình nhà Trung. Chút nữa chị xuống nhà em ăn cơm nhỉ? À, chị cũng không có thời gian à? Vâng. Và... mấy con trâu, mấy con bò này nữa, không có thời gian đi đâu. Vâng. Ừ. Thì chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.